Ngày 31 tháng 5, tại Học viện Cảnh sát Nhân dân đã diễn ra Hội thảo Khoa học Quốc gia, Văn hóa, Đạo đức, Pháp lý của nội dung truyền thông số trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay. Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp tổ chức. Tham dự hội thảo có Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo nhận được 93 tham luận của các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà báo, tập trung làm rõ những nội dung, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về văn hóa, đạo đức, pháp lý của nội dung truyền thông số trên mạng xã hội ở Việt Nam, thực trạng văn hóa, đạo đức, pháp lý của nội dung truyền thông số trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay, đánh giá các ưu điểm, hạn chế và phân tích nguyên nhân, từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra, định hướng đưa ra giải pháp và khuyến khích xây dựng văn hóa, đạo đức, đảm bảo tuân thủ pháp lý của nội dung truyền thông số trên mạng xã hội Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt, hội thảo đã đặt ra những vấn đề cấp bách trong công tác quản lý, lãnh đạo của cả hệ thống chính trị đối với vấn đề truyền thông số trên mạng xã hội nói chung, cũng như những ảnh hưởng của truyền thông số đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Về mặt tích cực, truyền thông số trên mạng xã hội đã mang lại cho người dùng rất nhiều tiện ích. Nhờ tốc độ thông tin nhanh, nội dung phong phú, hình thức sinh động, hấp dẫn, đồng thời cũng là những kênh thông tin quan trọng góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và thiết thực. Tuy nhiên, song hành với những lợi ích to lớn đó, các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm cũng triệt để khai thác tính ẩn danh, nặc danh, đặc điểm lan tỏa, phát tán thông tin nhanh, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian của truyền thông số trên mạng xã hội, để tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng, trực tiếp tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của Việt Nam. Nội dung truyền thông số được tạo ra và phân phối trên nhiều nền tảng khác nhau, trong đó nổi bật cả trên các mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Tiềm năng phát triển nội dung truyền thông số trên mạng xã hội ở Việt Nam là rất lớn, đem đến nhiều thuận lợi giúp thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Song điều này cũng đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu cấp bách đối với công tác quản lý nội dung truyền thông số ở nước ta. Nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà báo đã đóng góp sôi nổi đưa ra những giải pháp khoa học, góp phần bảo đảm giá trị văn hóa, đạo đức, nâng cao nhận thức pháp luật trong nội dung truyền thông số trên mạng xã hội, tiến đến xây dựng con người có nhân cách và môi trường văn hóa lành mạnh, trở thành nguồn lực vững chắc to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Cảnh sát Nhân dân sẽ phối hợp chất lọc ý kiến tham luận, góp ý để xây dựng báo cáo kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an để tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa vấn đề văn hóa, đạo đức, pháp lý của nội dung truyền thông số trên mạng xã hội ở nước ta hiện nay.